con này lớn gấp 2 lần rưỡi so với EVOS 8. Mọi người, nếu mà mọi người đúng ra mọi người phải mua đến 3 con EVOS 8 á, 3, 4 con EVOS 8 nó mới bằng một con này, nếu nó xét về độ lớn công suất tối đa. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì dạo gần đây thì Sài Gòn hơi bị mưa một xíu, có thể hơi chuyển mùa một xíu nên giọng mình hơi đợt này làm hơi nghẹn xíu, mong mọi người thông cảm ha. Thì đợt này thì mình tiếp tục lại về thêm, Thiên Vũ lại về thêm một cái lô EVOS 8 nữa. Cứ mỗi lần mỗi lô về là anh em lại gọi hàng này hai thôi, có thể là chưa dẹp qua bớt được, nhưng mà nói chung là cũng đợt này dòng EVOS 8 này cũng được khách hàng khá là đón nhận, dù là sản phẩm đã ra mắt được gần 2 năm rồi ha. Tuy nhiên chủ đề chính lần này mình chia sẻ với mọi người á sẽ về xoay quanh dòng EVOS 8 này và dòng đàn anh của nó mà ra sau, đó là dòng EVOS 12. Đề tài lần này mình sẽ chia sẻ với mọi người tại sao hai dòng loa như EVOS 8 và EVOS 12 nó thông số, nếu nói về thông số âm ly thì nó tương tự như nhau, tuy nhiên về độ lớn nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Thì video clip lần này mình sẽ giải thích cho mọi người rõ nha. Bắt đầu thôi. Ok, mình đang có ở đây hai con ha, hai con EVOS 8 và EVOS 12. Đây, mọi người có thể đây mình xoay qua đây nha, cho mọi người dễ thấy. Hơi nặng. Rồi, ok, rõ không? Thấy rõ không? Rồi, đây mọi người có thể thấy kích thước nó một sự chênh lệch khủng khiếp luôn mọi người. Một con là rất là nhỏ gọn ha, có thể xách đi chơi này kia, và một con bự khủng khiếp, đó, to bằng một dòng ba tấc, gọi là cao to đen hôi á. Tuy nhiên điều bí mật của nó là như đây, và lần trước mình đã nói rồi, mình sẽ video này mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho mọi người thấy. Đây, hai cái bo này như nhau, mọi người thấy không? Mọi người thấy găng tay của mình không? Một này, hai này, ha. Kích thước bo không khác gì nhau luôn, và thậm chí kích thước và thông số kỹ thuật của cái bo này tương tự nhau luôn mọi người. Nếu mọi người đọc phần thông số kỹ thuật, chắc nhờ bạn quay phim sẽ làm một cái phần thông số kỹ thuật của hai con này để lên bảng cho mọi người có dễ theo dõi ha. Hai con này về thông số kỹ thuật chỉ trên con bo này thôi là như nhau. Công suất cũng 400W, cũng tích hợp mixer, cũng tốn từng đấy nguồn, tốn từng đấy điện, không khác gì nhau hết. Tuy nhiên, chỉ cần kích thước loa khác nhau. Đó, chỉ cần kích thước loa khác nhau là có một cái thông số nó sẽ chạy theo kích thước này. Đó chính là thông số của độ lớn tối đa SBL. Cái thông số này thì mình đã chia sẻ với mọi người vài lần rồi. Thông số này mới chính là thông số mà để mọi người quan tâm và lưu ý nhất, chứ không phải là công suất. Đó, thông số này là gì? Thông số này là thông số thể hiện cho cái loa nó có khả năng mở lớn cỡ như thế nào, đo theo đơn vị là dB. Đó, thông số SPL, độ lớn tối đa nha mọi người. Tỷ dụ như em EVOS 8 này, tại vì mình sorry là mình không nhớ cái thông số chính xác lắm nên mình sẽ coi thông số kỹ thuật ha. Thì với cái con EVOS 8 này, độ lớn tối đa SPL của nó sẽ là 121 dB. Tuy nhiên, cùng với mức công suất 400W, nếu mọi người xài một cái loa to hơn như con EVOS 12 thì công suất cũng 400W nha, độ lớn tối đa sẽ là 126 dB, trên nhau 5 dB mọi người ạ. Thì nếu mọi người quan tâm đến kỹ thuật một xíu về cái ngành âm thanh này, thì với cái lượng trên nhau 5 dB, chỉ cần trên nhau 3 dB thôi là công suất đã gấp đôi rồi. Tức là sao? Tức là chẳng hạn như mọi người có một con EVOS 8 này, mọi người mua thêm một con EVOS 8 tương tự như thế nữa, thì độ lớn tối đa của hai con cộng lại nó chỉ mới là 124 dB thôi, là tăng được có 3 dB rồi mọi người. Tuy nhiên con này cũng công suất nhiều đó, nhưng độ lớn tối đa của nó lên đến 126 dB. Coi như là nếu mình nói đúng là độ lớn nó tăng gấp 2 lần rưỡi á mọi người. 2 lần rưỡi, con này lớn gấp 2 lần rưỡi so với EVOS 8. Mọi người, nếu mà mọi người đúng ra mọi người phải mua đến 4 con EVOS 8 nó mới bằng một con này, nếu nó xét về độ lớn công suất tối đa. Đó, mà chưa kể nha, cái độ gọi là đáp ứng tần số thì con này cũng xuống sâu hơn. Nó xuống sâu đến khoảng bao nhiêu đây? 45 Hz. Hơi cho 55 Hz đi, đánh cho trừ 10 dB thì đến 55 Hz con này là đánh
60 hertz đó, trên 55 hertz. 5 hertz cũng rất là nhiều nha. Tiếng con này sẽ dày và ấm hơn khá là nhiều so với EOS 8. Con này sẽ có khả năng đánh bù lâu tốt hơn, bù sốc tốt hơn và có khả năng không cần sốc được. Nghe vẫn rất là ok. Vậy thì khác biệt ở đây là gì? Tức là đó, như mọi người thấy á, cùng một mạch công suất nha. Chỉ copy từ con này sang con kia thôi, y chang nhau, cũng 400W như nhau. Tuy nhiên cái độ lớn con này nó gấp 2 lần rưỡi đến 3 lần con này. Đó thì là nó như là nó khả năng đáp ứng của nó rất là tốt và nó hơn, coi là hơn hẳn, nó hơn đứt đó mọi người. Vậy nên là nhiều khi khách trong khách hàng quan tâm hay thường hỏi cho mình là con loa này công suất bao nhiêu, con loa kia công suất bao nhiêu. Tuy nhiên là mọi người không để ý rằng cái độ lớn tối đa và độ nhạy của loa, thậm chí cái loa nó còn những cái thông số như độ nhạy nữa cơ, nó còn, nếu mà là dòng bassy á, nó còn có độ nhạy nữa cơ. Thì nó còn những cái thông số đó mới quan trọng chứ không phải là công suất loa bao nhiêu là quan trọng. Đặc biệt là với những dòng loa Acti này. Mọi người đấy nhá, đặc biệt với những dòng loa Acti này thì công suất nó chỉ được góp phần một, gọi là cái đó là cái thông số của cái amply thôi, chứ còn thông số của cả một cái sản phẩm vẫn là độ lớn tối đa và giải tần số đáp ứng. Thì hai thông số này thì mọi người nên chú ý ha. Đây mình nguyên chứng rồi, thấy không, cùng 400W nha. Cũng 400W, 400W như nhau đó, nhưng mà độ lớn khác nhau hoàn toàn. Và thật ra cũng test ngoài trời rồi, mọi người bữa bạn Sang có làm con đi vật 12 test ngoài trời, mọi người thấy rồi đó, công suất rất là khủng. Ok, thông qua clip lần này thì hy vọng mọi người, mình có thể chia sẻ thêm cho mọi người một số kiến thức về các cái ngành âm thanh này, thì để mọi người có thể hiểu hơn và mọi người có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho những cái bộ dàn âm thanh của mình để đầu tư. Nếu mọi người thấy clip này hay thì mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để mình có thể làm nhiều clip hơn tương tự như thế này. Mình là Khánh, xin hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.